Ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tươi, sinh năm 1993, hiện tại làm việc ở Tiền Giang. Nguyễn Văn Tươi hả? Dạ. Cười tươi xuống nào. Tươi lên. Đó, đúng rồi. Tươi là phải tươi nha Tươi. Dạ. Tươi làm gì ở Tiền Giang? Dạ, em làm đồng, kỹ thuật sửa ô. Làm đồng. Ở huyện nào Tươi? Huyện Châu Thành. Châu Thành là trung huyện anh ha. Dạ. Đồng hương luôn nha. Giờ cụ thể em làm gì nè? Sửa chữa cái phần xe bị tai nạn. Tức là làm đồng xe đúng không? Dạ. À, mời nhà gái. Dạ, trước tiên em xin chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan và toàn thể quý khán giả trường quay ạ. Em là Nguyễn Thị Thí Linh, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là điều dưỡng. Quê gốc của em là Sóc Trăng ạ. Em làm công việc và sinh sống là tại Cần Thơ ạ. Tôi có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, em thích nhất là học hỏi và tìm hiểu thêm những vấn đề mình không biết. Mình phải làm cho mình được. Đúng rồi. Dạ. Còn khuyết điểm của em là em hơi nóng tính thôi. Nóng tính hả? Dạ. Vậy mà nóng cái gì nóng nổi trời. Nóng lên làm gì? Nóng cái như bỏ đi chỗ khác xong rồi sẽ làm lại. Nóng lại hả? Dạ, sẽ làm lại những chuyện đó. À, tưởng đâu nóng đi bỏ chỗ khác hồi quay trở lại nóng lại. Dạ, không có. Không có đúng không? Dạ. Có tật xấu gì không Tươi? Dạ, tật xấu thì em cũng giờ chưa biết nữa. Chưa biết nữa. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Ưu điểm của em thì biết học hỏi. Còn nhược điểm của em là hơi nhút nhát, chứ em thích nấu ăn nhưng mà em nấu ăn không ngon. Thích nấu ăn mà nấu ăn không ngon hả? Không, khi mà người ta yêu rồi thì cỡ nào người ta cũng ngon em ơi. Yêu rồi là không có gì mà ấy hết trơn á. Mấy mối tình rồi Tươi? Dạ, được 2 mối. 2 mối hả? Dạ. Mối mấy năm? Dạ, lâu nhất là 5 rưỡi. Lâu nhất 5 rưỡi. Tha thiết sâu đậm không? Dạ, cũng có. Cũng có hả? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ, nhiều cái vấn đề cãi nhau nên chia tay. Cãi nhau á hả? Dạ. Cãi dữ dội không? Dạ, dữ mới chia tay. Em cãi dữ hay bên kia cãi dữ? Dạ, bên kia. Bên kia? Dạ. Rồi em cũng có cãi lại không? Dạ, có chứ. Có luôn hả? Dạ. Cãi mấy lần mà chia tay vậy? Đâu 4-5 lần gì á. Làm gì cãi lộn với gái dữ trời. Nhiều vấn đề nói không có đúng. Không đúng mình cãi lại hả? Dạ, em hơi tức. Sao không nhịn ta? Nhịn nhiều quá rồi. Nhịn nhiều quá? Dạ. Giờ bà kia bà cãi dữ lắm luôn á hả? Dạ. Vậy là chia tay thôi. Dạ. Chào em gái. Đó, nghe mà nhà trai tôi chưa? Nhà trai tôi đừng có cãi lại. Cãi là cãi lại luôn á. Có hay cãi lộn không? Dạ, nếu mà cãi lộn thì mình phải nhường xíu anh. Để ai nhường? Sống. Thì thí dụ như một bên nóng mà phải một bên nguội. Nhưng bây giờ là ai nhường là bên trai tôi không nhường rồi đó. Cãi là cãi lại luôn á. Rồi bà nhà gái có nhường không? Nhà gái tôi cũng không nhường đâu. Nhà gái tôi cũng không nhường đâu. Đừng nhường em. Đừng nhường. Nhường không? Không nhường. Ủa, tôi hỏi đang hỏi cô gái này là nhường không? Dạ, nếu mà anh nóng quá thì em sẽ im lặng. Hả? Thấy chưa, nhường đó chưa? Ai như cô vậy cô? Im lặng mới nguy hiểm đó, im lặng là đi luôn. Lúc nóng giận đó, mình nên im, một người nóng, một người nguội. Để trong khi nào người đó nguội xong rồi mình sẽ nói lại những cái điểm sai. Thấy chưa? Ra đây là ưu điểm của cô gái. Người ta biết nhường nhịn đó, thấy không? Bên đó mấy mối tình rồi? Em mới có 1 và dạng tìm hiểu thôi. Thấy cũng không hợp nên em lo cho công việc của em. Thì công việc của em thì ngành điều dưỡng nên không có thời gian. Đúng rồi, ngành điều dưỡng là vất vả lắm á. Cứ lo cho người ta không à. Cuối cùng cái người mà đúng ra mình phải lo, không lo cái người ta bỏ ta đi. Thấy điều dưỡng là kiên nhẫn lắm á. Biết yêu thương. Biết yêu thương người khác. Nói chung là cô gái này là được ngon lành đó. Nhà trai tôi vậy đó, dễ thương lắm, qua coi giùm. Đây, qua coi Tươi coi. Rất là tươi, có cười tươi lắm. Dạ, chào Tươi. Đó, tươi chưa? Tươi. Đẹp trai lắm mà. Vậy tươi mà, vậy là ta tươi ngầm. Bên đây cô gái dịu dàng miền Tây Sóc Trăng em hả? Dạ, ở huyện nào? Dạ, huyện Ngã Năm anh. Ngã Năm hả? Là có cái chợ Ngã Năm rồi đúng không? Dạ. Rồi, chợ nổi Ngã Năm. Bây giờ nè cô gái, chị Lan đang ở bên nhà trai rồi. Em hãy nói là những cái tiêu chí chọn người đàn ông của mình đi. Chị Lan ngó coi là có đáp ứng được hay không. Có công việc ổn định, chứ nói chung là biết cách cư xử, chứ đừng gia trưởng là được. Anh này thì được đó, dễ thương đó, nhưng mà có tật hơi cãi lại thôi. Không, tại người ta cũng nhịn dữ lắm rồi, cho nên là dữ lắm, mình dữ lắm thì người ta mới cãi thôi. Cãi mà 2 mối tình đi luôn rồi đó. Em muốn có một người bạn trai mập ốm cao thấp như thế nào? Dạng như cũng tương đối dễ nhìn. Bên đây nhìn cái là thấy liền, dễ nhìn dữ lắm. Tươi đẹp trai cũng có tươi lúc không. Ha? Cố gắng tươi. Cố gắng tươi á, cười đẹp trai mà. Bạn trai có mong muốn về người phụ nữ mình như thế nào? Dạ, em không có mong muốn gì hết. Quan trọng bạn gái hiểu chuyện, biết cư xử và biết lo cho gia đình, nhìn được mắt thôi chứ không cần quá đẹp. Ủa sao hai đứa copy bài nhau hay gì vậy? Nhưng mà thí dụ bên đây cãi quá thì sao? Tùy theo công chuyện để mình cãi lại hay không cãi lại chứ. Không, bên kia không cãi đâu, bên kia là nhịn đó. Dạ. bên đây ta kiên nhẫn lắm, ta nhịn đợi nguôi rồi xử sao. Tôi không nghĩ mặt này là cãi với ta chứ cãi lộn mà gái cãi làm sao đâu. Lúc đó làm sao chống nạnh thì hơi lớn. Tôi nói thôi. Vậy mà em không nghe thì lớn tiếng đúng thôi. Lớn tiếng rồi hả? Dạ. Thì chia tay luôn hả? Dạ. Bởi vậy thôi, mình mốt mình thương người ta thôi, mình ráng nhịn được bao nhiêu đó thời gian rồi thì mình nhịn nữa đi. Thì khi nào mà mình cảm thấy không hợp nữa thì thôi. Dạ. Mình cứ nói chuyện nhỏ nhẹ như là thôi em anh không hợp nhau thôi, chứ mình cãi nhau với phụ nữ làm gì. Hay tôi đi với ai tôi? Dạ anh em đi mình. Mình. Dạ. Rồi. Có ông Mai lo. Có tôi dân Tiền Giang tôi lo cho. Rồi sao em gái đi với ai? Tại vì gia đình em với đồng nghiệp của em giờ hành chính á, nên không có thời gian. Mình đúng không? Dạ. Hai người mình để tôi ông Mai mỏi lo luôn. Bây giờ rồi. Mở ra. Bước tới liền. Quá giờ trái tim bự rồi. Chào em. Dạ. Này có món quà tặng cho em. Dạ. Lần đầu tiên gặp anh. Tại vì em cũng đi gấp quá nên có thời gian nên không có tặng gì. Rồi. Hai bạn đứng sát vào nhau cái coi. Đầu đứng sát với nhau coi hợp không? Đẹp đôi nha mọi người. Được không? Bây giờ trở về ghế ngồi đi Tươi. Quay mặt qua đối diện với nhau nói chuyện đi nè. Tươi thấy bạn gái mới quen sao nè? Em thấy thì sao? Nhìn thì cũng tươi. Anh thấy em chất hiền quá hả? Dạ cũng dạng như là cũng điềm đạm. Anh thấy ít nói mà thấy hiền. Vậy là không có người cãi với em rồi đó Tươi. Em không có cơ hội cãi lộn đâu thiệt. Dạ. Cãi lộn mình cãi đợi lâu quá hay sao vậy chị? Ví dụ mình có cãi lộn á, cãi rồi đợi lâu quá rồi sao? Chứ chưa hiểu lắm. Là đợi câu trả lời lại á. À tức là ý em là giờ là muốn cãi lộn để cho nó rõ ràng đúng không? Chứ em không muốn im lặng đúng không? Cứ đứng hoài không nói chuyện, không cãi lại người ta cũng khó chịu lắm á. Tức là cãi là phải cãi lại hả? Dạ. Xong rồi im lặng rồi quà, chứ cãi đứng lại cũng hơi lâu. Những lúc đó thì kêu chị tới chị cãi phụ. Trời ơi. Người ta muốn người đối phương của ta phải cãi lại. Muốn vậy được không em? Không phải mà cãi lộn là cách tốt nhất. Nếu cãi lộn thì sẽ không hạnh phúc đâu anh. Nè bây giờ nè em thích sự ôn hòa đúng không? Nói là nói cho nó vui thôi. Chứ mà thật sự là muốn gia đình không bao giờ cãi lộn. Tại vì chén bát trong sống khi nào mà không khua. Nhưng mà mình muốn là vợ chồng nói với nhau, chứ đừng có im lặng và làm chuyện một mình. Anh không thích. Đúng. Anh thích là cái gì phải nói với nhau để mình chia sẻ. Bây giờ là thích bình yên, không có cãi lộn thì chọn đây. Còn thích có người cãi lộn thì chọn đây. Cái mỏ tôi lúc nào tôi cũng dọn sẵn hết trơn á. Chữ nó chạy liên tục trong đầu. Tại vì để em hỏi vui thôi chứ em cũng không muốn. Hỏi cho nó tươi đúng không? Dạ. Lâu buồn quá nói chị Lan ơi bây giờ em thèm chữ lộn quá, kêu tôi ra. Bây giờ nè em thấy cô bên đó thì sao? Rất đẹp. Rất đẹp hả? Dạ. Đúng ý không? Dạ đúng. Đúng ý như anh chị Lan lựa chọn không? Dạ đúng. Đúng ý đúng không? Dạ. Theo yêu cầu rồi đúng không? Dạ. Xa vậy đó. Dạ. Đi chơi sao? Anh xuống em xuống anh gì đó bàn nhau thử coi. Em anh đi chơi thì gặp ở đâu em? Tại vì công việc của em và sinh sống tại Cần Thơ anh. Cần Thơ hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà tuần để gặp được mấy lần? Một tuần em sẽ được họp một ngày. Một ngày hả? Vậy tuần để gặp lần hả? Nhưng mà gặp ở Cần Thơ em. Dạ. Em định bao lâu lập gia đình? Người đó phù hợp với mình, cũng như là người đó có thể là cùng chí hướng hả? Cùng chí hướng với dạng như là người cũng trải để mình nương tựa thì mình sẽ lập gia đình. Anh cũng nghĩ vậy đấy. Mình nói cho cô biết là nhà mình cũng có làm dâu hay không? Dạ. Hay là thế nào, hay là lấy vợ phải về Tiền Giang, hay là em xuống Cần Thơ? Em giao được không em? Dạ được ạ. Tại vì gia đình có một mình anh là con trai hả? Cũng phải làm dâu. Nhưng mà giờ làm dâu cũng không có gì, ba mẹ anh dễ lắm. Rồi mong muốn mình mấy đứa con nói cho cô biết đi. Mong muốn là được mấy đứa con em. Dạ, cái này cũng do duyên chứ. Như em nghĩ là một trai một gái sẽ hợp hơn. Đúng rồi, anh cũng thích vậy. Hên quá chứ thôi vụ này cãi lộn cũng mệt lắm. Thì chắc không đâu. Bước tới đứng gần chút nói chuyện đi. Đúng đứng rồi, sao quá. Lên. Đứng tới, đứng lên Tươi. Đứng lên. Dạ. Nắm tay. Cho nắm tay được không em? Nắm hai tay dìu đứng lên. Đứng lên. Còn gung không? Dạ còn. Còn gung bây giờ hát bài tặng bạn gái hết gung. Dạ không biết hát. Hát dở lắm. Chán ghê luôn. Hát dở lắm. Bạn gái hát một bài tặng cho bạn trai hết gung. Dạ em cũng hát cũng dở. Vậy chị hát cho hai đứa bớt gung. Má em dặn là con gái như Ngọc Nga đó. Bây giờ là Tươi nói cho bạn gái biết bây giờ là nếu như mình lấy nhau về quê em làm gì, anh làm gì, trong gia đình anh sẽ chăm sóc em như thế nào, nói cho cô gái yên tâm đi để người ta có sự tin tưởng người ta. Nếu về Tiền Giang chứ em về Tiền Giang được không em? Tiền Giang thì cũng như là công việc của em sẽ khó để phát triển rồi. Thì bây giờ nếu cưới về bắt đầu lại từ đầu, anh ở đây mà có gì anh phải giúp đỡ được. Anh ở Tiền Giang là anh ở nhà luôn chứ anh? Ở nhà luôn, đó giờ ở nhà mà không đi làm xa. Làm xa cũng đi sáng đi chiều về à? Yeah. Ừ. Mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Okay. Cảm ơn em. Anh sẽ thương em thế nào để em khỏi có lo, để đỡ cái tuổi thân đi xa nhà gì, hứa với bạn gái đi, nói cho bạn gái biết đi. Nếu mà em cho anh cơ hội, anh sẽ thương nhiều, rất là nhiều, để em không có buồn nha. Nếu mà em vợ anh sẽ không bị cô đơn khi về nhà mới đâu. Anh sẽ lo em, ở bên em. Anh nắm tay em, anh thấy sao? Nói cho em nắm tay anh thấy sao em? Còn thương Tươi thấy sao, nói cho con gái biết đi. Nắm tay em rất là vui. Nắm tay mà vui gì? Thấy trong lòng mình sao chứ? Thấy nó có một chút gì đó, nó rung động. Quan điểm về hôn nhân gia đình như thế nào nói cho Tươi nghe đi em gái. Hai người biết nhịn nhịn nhau. Đúng rồi, anh cũng thích vậy. Anh cũng muốn gia đình vui vẻ là anh vui. Đơn giản, cần đơn giản vậy thôi à. Bây giờ hai đứa tính đi lấy nhau về rồi ai quản lý chi tiêu gia đình, tiền ai giữ, quan trọng lắm đó. Em giữ giùm anh nha, được không? Em giữ giùm anh đi nha. Sao? Ngon. Tươi nôn chưa? Dạ nôn lắm. Nói với bạn gái anh nôn sao đó? Anh nôn được nắm tay em. Tự nhiên anh nôn được nắm tay em. Anh nôn được nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Anh nôn được nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Quá là ngọt ngào. Bây giờ mình ôm Zalo cái cảm xúc nào, ôm vô cái coi. Ôm cái coi. Đứng nguyên nha. Đang chứ, đang chứ. Đứng nguyên nha, y nguyên nha, chưa nha. Trời, có lưng nó cong quá, thẳng rồi Tiếng ơi. Rồi xong. Cảm xúc làm sao Tươi? Hả? Rung. Rung hả? Dạ. Được không? Ôm được không? Dạ được. Đã không? Dạ đã. Đã hả? Dạ. Thì ghế ngồi đi. Nhà trai tôi là muốn vợ lắm rồi đó. Rung động rồi đó nha. Nhà gái tôi thì cái gì nó cũng phải có sự thời gian để tìm hiểu, phải chắc chắn thì mới ok. Nhà trai tôi chắc chắn rồi đó. Mời hai bạn để tay vào nút bấm nào. Bấm mới không cho đàn gái chứ nhà trai tôi là bấm á. Bây giờ hai bạn nhắm mắt lại. 3, 2, 1. Bấm. Bấm vô. Ngon lành, chúc mừng. Đó. Giờ chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Giờ nắm tay thì nắm tay chặt vô. Đó. Hùng cái lấy hên nè. Đừng có đường em. Giờ bên gái Hùng lại nè. Để sát cái má vô cho ta Hùng. Nào. Được không? Hả? Rất là được. Hả? Rất là được. Rất là được luôn. Không có cãi nữa nha. Dạ. Trời ơi, thấy cưng quá à. Thì đó, tôi muốn cặp này cưới liền luôn á. Cưới nhanh hay không là do mình đó nha Tươi. Dạ. 2 tháng rồi Tươi ơi. Rồi, cứ chạy về tới Cần Thơ vài lần thôi. Là được cái là đưa ba mẹ xuống liền nha. Dạ. Rồi có gì tôi nói phụ luôn cho. Dạ. Nhà tôi gần đó mà. Dạ dạ. Hạnh Nguyễn ha, rồi. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 96. Em đang ở Đà Lạt, là giáo viên tiếng Anh. Dạ. Rồi em chia sẻ một chút điểm mạnh điểm yếu của em nha. Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng và nhẹ nhàng. Em có thể dễ dàng làm quen với những cái bạn mới và thích nghi với môi trường mới tốt. Còn điểm yếu của em là suy nghĩ hơi nhiều. Em đang niềng răng á, thì bao lâu mình sẽ tháo được em? Dạ thì khoảng cuối năm nay tháng 12 ạ. Rồi chia sẻ thấy nhẹ nhàng mà có ca hát gì được không? Tài lẻ gì không? Múa mai được chẳng hạn. Dạ em có thể múa và hát một chút. Múa là múa thể loại gì em? Thì em có thể múa sao nghe. Thì đó, nhỏ là không nghe tiếng Việt nghe. Hiện tại thì rồi. Em đang học các nhạc cụ. Em đang học đàn piano. Đam mê nghệ thuật quá ha. Ok. Em hát một đoạn cho chị nghe thử nha. Want to see your house, your street, show me all I do not know. But enchanting floating on these nights. All I know of you is the sights of war. A film by Kamala, the helicopter roar. One day I thank you so. One day I find you so. One day I come to you to say hello Vietnam. Rồi, cảm ơn em. Chúng tôi đang trên máy bay không em? Rồi, ok, em chia sẻ một chút cái lý do làm sao mà mình tìm tới với chương trình. Rồi trước đó em đã có bao nhiêu mối tình rồi? À, dạ là thì trước đó thì em cũng tốt nghiệp năm 2020, tốt nghiệp đại học. Thì trước đó thì cũng lo học thôi chị, cấp 3 thì cũng lo học, rồi đại học thì cũng lo học thôi. Thì cũng có một mối tình kiểu trong trường đại học thôi. Còn bây giờ thì em làm online, em dạy tiếng Anh online nên là chủ yếu mình không có đi ra ngoài nhiều. Thì em không có hẹn hò ai hết. Thì cũng 26 tuổi rồi nên là mẹ cũng nói là thôi con cứ thử đi. Ừ. Thì theo em á, thì lý do em có cái điểm gì bạn trai sẽ thích em? Em nghĩ là em cũng khá là dễ chịu, với lại là em cũng tâm lý. Ngoài ra thì em cũng có học về tâm lý thì em cũng khá hiểu về tâm lý. Cho nên là với lại thì trong gia đình đó thì em muốn là ví dụ mình sẽ làm trọng một phần của người phụ nữ trong gia đình, cho nên là em phù hợp với việc đó. Các bước mới trước đây thì em cũng không biết là mình có muốn làm gia đình hay không, nhưng thì em nghĩ là em phù hợp với làm gia đình. Thì em có nghĩ đến việc làm gia đình. Sao trước đó em không có ý lập gia đình em? Dạ thì cũng mình cũng trẻ hết, xong rồi cũng lo học rồi lo công việc hết, không có suy nghĩ nhiều về chuyện hẹn hò. Em nhìn trai em không có cảm xúc gì hay sao? Không phải không có cảm xúc mà em bị ngại á chị. Dọc ra đường mấy bạn nhìn em nhưng không có nhìn lại, hoặc là cách làm việc của mình thôi. Nhìn lại kình mặt với người ta chứ mắt chị sợ. Rồi đi vô lớp học thì sao? Em dạy là em dạy cấp mấy hay là dạy ở trung tâm như thế nào? Dạ, tại em đang dạy online trong cái hệ thống dạy 1-1 á chị. Là em dạy từ các bé nhỏ, từ tiểu học cho tới các bạn người lớn luôn. Và có dạy đạo theo. Hồi trước là em làm trong trường ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đó. Nhưng mà sau cái đợt dịch đó, gia đình em thì chỉ có em với mẹ thôi, nên là em sắp xếp công việc cũng không có online hết. Thì hiện tại công việc online cũng khá là phổ biến rồi, nên là em sẽ qua về đây ở lớp mẹ. Hiện tại em đang ở Đà Lạt, ở lớp mẹ rồi em làm online luôn. Dạ, có thời gian đó với mẹ chăm sóc mẹ rồi. Dạ, em cũng thích học thêm những cái mà mình thích. Rồi ok, em thích tìm một mẫu bạn trai như thế nào? Dạ thì em thích bạn trai của em thương mình, hiểu lắm, là mình là chung thuận với mình thôi. Và bạn cũng có cái bạn ở thân với em. Có nhiều với bấm điện coi nha bạn. chấp nhận, nhưng mà em có bắt người ta theo không? Nếu mà đạo anh ấy giữ được không? Cái đó em sẽ trao đổi thêm với nhau. Ừ. Nhưng mà em cũng khá là cởi mở với những cái bạn khác đạo mà chấp nhận em. Ừ. Rồi, bạn đó ở chỗ quê quán bạn đó ở đâu thì được, em có chịu đi theo chồng không? Dạ, cái đó thì không thấy. Ừ. Làm dâu được đúng không em? Rồi ok, rồi được rồi, nếu được chọn chương trình liên lạc lại rồi trao đổi với mình thêm nha em ha. Ghi hình sao ở thành phố Hồ Chí Minh là em vẫn xuống được đúng không? Dạ đúng rồi, hiện tại em vẫn xuống sang tổng tác 1 tháng 1 năm. Ủa, à vậy hả? Ừ. Ok, vậy thì quá tốt rồi, thuận tiện rồi đó. Rồi, cảm ơn em. Ừ, cảm ơn em rất nhiều, casting với không ạ. Em cảm ơn chị. Dạ chị ơi, mình xong rồi á, mình bấm nút đỏ rời cuộc gọi giúp em nha. Em cảm ơn chị ạ. Đang làm công nhân may. Mình làm công nhân may ở đâu? Ở Quảng Nam, đường 5 Gò Vấp. Mai thì ở Gò Vấp. Rồi chị nói về bản thân mình một xíu giùm em luôn đi, những cái điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào? Bản em thì hay nói hay làm. Rồi gì nữa chị cứ chủ động giùm em cho nó nhanh nha, chứ đừng có đợi hỏi rồi mới nói, nó mất thời gian lắm. Tính em thì hay nói hay làm, tính mặt tính lắm. Rồi còn gì nữa chị? Rồi hết rồi, không còn gì. Giờ là chị đã lập gia đình chưa? Chứ là chị lập gia đình nhưng mà ly hôn 5 năm rồi. Ly hôn 5 năm rồi, là hồi đó về ở với nhau. Chị chia sẻ về cái cuộc hôn nhân này giúp em đi. Nói chung là chị về lấy chồng này xong rồi có bầu mà tương lai thì gia đình chồng không chịu hạnh xe kia có ở trong này là rồi tôi đi hôn, xong rồi tôi đi hôn. À, hiện tại là chị có con chưa? Chưa. Vẫn chưa có con luôn, là đâu bao nhiêu lâu mình có con vậy? 2 năm, nếu mà cưới xong rồi là có bầu là chồng đi bên Lào, nhưng sau này về nhà có ở quá đây là tôi kêu chồng đi hôn là bây giờ. Ủa cưới xong có bầu là không giữ được cái bầu đó hay sao? Ừ, nó không có tim thai. À, không có tim thai. Rồi là chị mà Nghệ An, chị đã vào đây làm được bao lâu rồi? Ngày xưa thì chị làm đây, xong rồi là chị về quê lấy chồng, xong rồi ly hôn, xong rồi chị vào đây 5 năm rồi còn lại 5 năm. Bây giờ ly hôn 5 năm thì sau đó chị có tìm hiểu ai khác không? Chưa. Vẫn chưa tìm hiểu ai luôn. Ừ, rồi ở trong công ty chỗ mình làm nè, không có anh nào hợp hay sao? Trong này thì phần đa là công nhân may thì con gái nhiều, con gái thì chẳng không có con trai. À là toàn gái thôi. Chị may như vậy chị có tăng cao không? Chỉ là lâu lâu thôi, một tháng tăng cao chừng 2-3 ngày thôi ạ. Tăng cao tới 7 giờ tối, còn có về là 5 giờ hoặc 4 giờ. Ủa là chị đang may cái gì vậy? May áo. Áo sơ mi hả? Áo anh giống cái kiểu mà áo cà cổ có thấu. À, cái này may xong là đi xuất khẩu hay làm sao vậy? May xuất khẩu. Chắc là nếu mà gặp bạn trai chắc cũng chuẩn bị cái áo mình tự may để tặng cho bạn trai. Nói chung là ở trong này áo người ta may xuất khẩu á, nên mình đâu có tiền người ta ngoài được. Thì cái nào mà mình tuồn ra được á thì mình xin. Rồi ok, nhưng mà là rồi bây giờ chị mong muốn tìm kiếm một người như thế nào? Nói chung là thật tha vừa có. Nói chung là con người là cũng không có ai hoàn hảo, ai thì là cái này thì cái kia, chứ miệng ta chung thủy với người ta thì có làm ăn lại được. Tuổi tác cùng miền sao vậy? Nói chung là tuổi tác thì cũng bằng tuổi khoảng hơn tuổi, cùng miền thì cũng không quan trọng, vì là nói chung là cùng miền thì con người có người nào cũng có người này người kia cả. Cùng hoàn cảnh với mình là cũng được ha. Đúng rồi. Rồi có điểm gì chị không thích ở người đàn ông không? Nói chung là một thì con gái uống rượu chè nhiều quá, nó được đàn ông thì một ngày họ cũng có uống rượu nhưng mà cũng vừa phải thôi, đừng có, nói chung là đừng có bê bét này kia quá, mà tuyệt đối là không có lằng nhằng, cái ghét lằng nhằng lắm. Rồi, ủa là chị là đang ở Sài Gòn luôn thì bạn trai cũng đang làm việc ở Sài Gòn hay là làm việc lân cận khu Sài Gòn thì vẫn được đúng không? Nói chung là cũng gần gần đây thôi, đừng có xa quá. Rồi, ok, nói chung là trong giờ làm cho nên là mình cũng tranh thủ kết thôi. Nhưng mà sau đây nếu mà mình được chọn á thì chị sẽ sắp xếp để dành thời gian trao đổi kỹ nội dung với biên tập ha, và phải chia sẻ nhiều về bản thân mình hơn một xíu nữa nha. Còn đây chỉ là những thông tin ban đầu nó chung chung thôi, mình còn phải những thông tin chi tiết nữa để lên sân khấu mình chia sẻ cho nó tốt. Nếu mà có cái chàng trai phù hợp chương trình sẽ thông báo cho chị biết nha. Dạ rồi, em chào chị, bên xong rồi đó chị phát ra cuộc gọi luôn đi chị. Để...